Xin chào các bạn. Hiện tại thì một số anh em là chưa biết cách buộc lồng. Thì hiện tại thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách buộc lồng ở đây. Thế chú mình sẽ cầm máy quay này để cho chú mình buộc. Thứ nhất là các bạn dùng dây cước này. Các bạn buộc thắt nút vào cái chỗ dây của cái này. Đấy. Xong luồn qua, coi như luồn qua những từng cái một này. Đấy, các bạn thấy không? Chỉ cần xem thế này thôi nhá. Đấy, thì hôm nay chú mình sẽ buộc cho các bạn xem một vòng. Đấy, là cách buộc như thế nào. Đấy, các bạn uốn quanh qua vòng qua như thế này. Đấy, đây. Này các bạn xem. Tuy là nó là dây cước tí nhá, nhưng mà nó, đấy các bạn nhìn này. Đó, mình sẽ quay hết lượt. Đấy, và các bạn xem. Thấy chưa? Buộc từng cái thắt nút này vào trong các cái thanh này. Đấy, thì hiện tại là nó sẽ như vậy nhá. Đấy, khi mà vừa buộc vừa chỉnh các bạn ạ, buộc vừa chỉnh thì cái lồng nó mới đẹp được. Đấy, thì khi mà coi như là vừa buộc vừa chỉnh xong thế này thì nó mới tròn được cái lồng. Đấy, chứ còn đâu là ông nào cũng phải thế thôi, dù lồng gì ấy, khi buộc là vừa buộc vừa chỉnh vừa nắn nó mới tròn được, nó mới thẳng được, đúng không? Đấy. Đấy, các anh em xem kỹ cái buộc nha. Mình hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem cái này. Thì là anh em là nhớ là khi buộc đấy là phải như thế, đúng không? Đấy. Đấy. Đấy, vừa buộc vừa chỉnh đấy các bạn. Và với hai nữa là giới thiệu cho các bạn xem, đây là cái mẫu mới các bạn ạ. Đây là lồng lụi kết hợp với cả canh châu các bạn nhé. Đấy, thì toàn bộ khung sườn thì là bằng canh châu, và coi như là lan thì là lan lụi các bạn ạ. Lan lụi. Đấy, thì tất cả các bạn hãy xem này, và tí nữa mình hôm nay mình sẽ vào dầu, mình sẽ đăng lên cho các bạn xem lần nữa. Thế nhưng mà hôm nay thì mình chưa quay lên cho các bạn xem cái lồng này khi nó hoàn thiện, mà hôm nay là mình hướng dẫn là cách buộc lồng để cho anh em biết là các cái buộc các cái lưng lồng rồi lan lồng nó vào với nhau nó như nào, thì là nó sẽ như này. Đấy, anh em xem để ý nhá. Đấy, luồn xuống này, vòng một ô lên xong mới đút vào cái chỗ kia. Đấy, thấy chưa? Đấy. Đấy, buộc rất đơn giản đó. Đấy, không có gì khó cả anh em. Đấy, thấy chưa? Luồn lên luồn xuống. Đấy, thì anh em xem cái này, đây là cách buộc nhá. Còn mọi khi là mình dạy cách đan lưới rồi, đúng không? Thế nhưng mà bây giờ là làm là coi như là hôm nay hướng dẫn anh em chi tiết hơn là cách buộc cái này thôi, bởi vì là chưa một cái clip nào mà mình dạy anh em buộc cả. Thì hôm nay là mình dạy cách anh em mình làm là để buộc tước răng với nhau, đúng không? Đấy, như cái câu thơ của cụ Lữ, Trần Lữ đấy, đúng không? Khi làm lồng gì thì lồng các bạn, ví dụ như lồng nhốt nhất thứ thì mình không cần, nhưng mà riêng lồng cu gáy với cả lồng bẫy như thế này là các anh em đều phải buộc hết. Đấy, đều phải buộc và chỉnh và nắn. Nên là mới có câu của cụ Lữ, là một cái câu thơ là làm lồng về của cụ ấy là như này. Uốn mây đẽo gỗ tạo dáng lồng. Đấy. Vót nan trẻ lạt. Đấy. Cước dai rằng buộc tình liên kết. Đấy, có nghĩa là cước dai rằng buộc tình liên kết, có nghĩa là phải buộc các cái này bằng cước các bạn ạ. Đấy, dùng bằng cước để buộc. Đấy, rất nhiều anh em là không biết, là hỏi bảo là anh ơi, thế anh buộc bằng gì? Mình thì buộc bằng cước cũng được, mà dây ru cũng được. Đấy, nhưng mà hầu như là buộc bằng cước thì nó sẽ đẹp hơn anh em ạ. Đấy, thế nên là nhiều lúc là như thế, đúng không? Đấy, thì là làm lồng này thì nó cũng là như thế. Đấy, nên là mình buộc bằng cước đây các bạn. Đây, đấy, thì buộc bằng cước để liên kết nó với cả các cái lan này nó với nhau, nó không chạy đi đâu được. Đấy, và khi anh em nhỏ keo, nhỏ kiếp cái thứ vào thì nó sẽ ok. Đấy. Xong, đây là xong một cái mối rồi, đúng không? Đấy, có thể là anh em lấy cái bấm đi, chứ đừng có lấy lửa nhá. Hơi lửa phát nào nó sun phát ấy. Với hai nữa là bảo anh em là như này. Khi cái lồng của nhà mình ấy mà đã về tay các anh em rồi, anh em không cần phải gọi là để bảo, coi như là không cần phải làm hun gác bếp làm gì cả.
mà anh em chỉ việc dùng thôi. Bởi vì là sao? Bởi vì là khi mình ở đây ở chỗ mình đã cho một lớp dầu rồi. Còn anh em nào nếu mà muốn để gác bếp ấy thì phải để xa xa ra. Đấy, khoảng 2 mét rưỡi ra. Đấy là tối thiểu. Để cho nó ấy, chứ nó nóng quá là nó sẽ teo mất cái cước này đi. Dây cước này đi và lồng anh em là sẽ hỏng. Đấy, nên là mình hướng dẫn anh em là buộc bao giờ là cũng hướng dẫn như này rồi, là dùng cước này buộc lên, là anh em để nó xa xa khỏi cái bếp ra, không là nó nóng nó sẽ teo cái cước này đi và anh em sẽ bị hỏng lồng, và lại bảo là cho là lồng của mình đều đấy. Chứ còn nếu như mà anh em làm mà muốn như thế thì phải để cho nó thật xa xa bếp ra nhá. Còn đâu là lồng nhà mình là làm là đã xử lý rồi, tất tần tật là lớp dầu lớp giếc thứ là không sợ mối mọt rồi, nên là anh em dùng yên tâm đi. Đấy, còn đây anh em vừa xem mình nói chuyện với hai nữa là cứ để ý chú buộc nhá. Cái này chỉ nhìn thôi, đấy, xong vòng qua lỗ này. Đấy, thấy chưa? Đấy. Đấy, nên là cứ làm thôi. Đấy, nên là buộc cái này, nếu anh em không biết buộc thì nó lâu, nhưng mà mới cả chú kỹ thuật làm khoảng độ 20 mấy năm nay rồi. Đúng không? Coi như là 20 mấy năm nay trong nghề làm lồng rồi thì bắt đầu là mới buộc mới được nhanh như thế này, nhưng nhiều anh em là phải mò mẫm thì nó đấy. Đấy, thế các bạn nhìn kỹ, đấy thấy chưa, nó mỗi thế đấy, đơn giản đấy, có cái gì đâu, mình cũng buộc được mà. Với cả hai nữa anh em ấy, nhiều lúc là trước kia mình không biết buộc, mình cũng nhìn thôi, xong là có người chú chỉ bảo cho một vài lần thôi, xong thế là về cũng tự buộc xong tự mày mò ra. Chứ còn nhìn thế này nhiều lúc là cũng có thể là anh em thông minh thì nhìn rõ, nhưng mà cái người mà không thông minh ấy thì phải tự buộc đấy thì là nó sẽ vỡ được ra thôi. Đấy, thế mình cũng thế. Đấy, còn đây là chú mình buộc chuyên nghiệp rồi thì nó rất là nhanh. Đấy, bây giờ các bạn nhìn rõ nhờ. Đấy, nó là dây cước thôi. Đấy, thì mình chỉ hôm nay là mình chỉ dạy, mình hướng dẫn cho anh em như thế là nhờ chú, là lúc chú vừa làm lồng và chú đan lên. Đấy, đấy, nên là nó mới được chất lượng như thế này. Đấy, đấy, nên là anh em nhiều lúc là mua lồng của mình về không phải gác bếp gác beo gì cả, cứ thế là anh em dùng thôi. Bởi vì là mình đã cho đi mấy lớp dầu rồi, lúc về là mình đã đem hàng từ dưới xưởng lên là mình đã cho lớp dầu vào trong một lượng lớp rồi, xong đến lúc khi chuyển đi là anh em mình lại cho thêm một lớp dầu nữa, nó thành hai nước rồi. Về anh em dùng mỹ mãn luôn, không bao giờ sợ mối mọt nữa. Đấy, trừ khi chỉ có trời hơi mưa cái thì là mùa ẩm mùa ốc thì nó vẫn mốc thôi, nhưng mà anh em thỉnh thoảng mùa ẩm mốc là các anh em cho thêm lớp dầu nữa thì nó chả mốc được. Đấy, hoặc là anh em lau đi phát nào nó sạch mà. Đấy, chứ còn Việt Nam mình nếu mà nói theo chung là cái lồng nào cũng sẽ mốc thôi. Đấy, nhưng mà xử lý xong như kiểu gọi là của như của Trung Quốc thì nó cũng mốc ấy, chứ không phải là không mốc đâu nhá anh em nhá. Lồng của Trung Quốc mốc xanh luôn ấy. Bởi vì là các cái mùa của Việt Nam nó ẩm thấp nên là cái gì nó cũng sẽ bị mốc thôi. Nên là nhiều lúc anh em là về bảo lồng bị mốc các thứ là ok đúng không? Đấy. Người ta chỉ hạn chế khỏi không bị mốc phần nào thôi. Đấy, nhưng mà hầu như là bị mốc hết. Bởi vì anh em biết sao không? Bởi vì là khi làm cái riêng cái hàng canh trâu hoặc là hàng gì đấy đều cũng phải ngâm một chút nước, ngâm nước để cho nó mềm ra thì mới làm được. Mà khi ngâm làm xong hoàn thành sản phẩm rồi thì lại phải phơi khô xong vào dầu xong, nhưng mà nó vẫn còn một chút ẩm chứ mình không thể khẳng định hẳn 100% là không mốc được nhá. Nên là anh em không biết về lồng thì anh em thắc mắc đấy, nhưng mà hôm nay mình giải thích cho các anh em như thế. Đấy, cách buộc như thế. Đấy, thế này thôi, buộc thế là coi như là này là xong rồi, có cái gì đâu. Đúng không? Đấy, đây là buộc mới có mặt này, còn mặt này nữa là xong này. Đấy, đấy này, buộc mặt này này với cả cái mặt bên kia đây rồi. Hai cái đây là cái tay mình chỉ một này, hai này. Đấy, và bây buộc cái miếng thứ ba nữa. Cũng thế thôi, cũng đơn giản như thế này thôi. Đây này, buộc cái chỗ lan thứ ba ở ngoài. Đấy. Nên là làm phải tỉ mỉ chi tiết anh em ạ. Đấy, bởi vì khi làm cho anh em dùng ấy thì là bao giờ mình cũng làm coi như là làm tỉ mỉ, các cái hàng này nó không tào lao được. Tào lao thì thôi, tốt nhất anh em ra chợ mua cho nó hàng tào lao. Chứ còn hàng này là làm là con chim của anh em nó mới quý, chứ còn đâu là cái lồng thì nó cũng chẳng đáng bao nhiêu đâu. Nhưng mà chim anh em mua vài triệu nó mà hỏng hác, nó không đánh được chim thì lúc đấy ức chế lại chửi ai, chửi chúng tôi. Nên là tôi phải làm cẩn thận, anh em không bao giờ ấy được. Chỉ có chị chim anh em bị làm sao thôi, nhưng còn
riêng cái lồng mà ấy không bao giờ chim ra, mà đánh không bao giờ sợ xịt chim cả đấy, nên như là làm rất cẩn thận luôn đấy. Với cả hai nữa là làm là anh em mình cũng thoải mái đi, anh em ưng thì mua mà không ưng thì thôi, gọi là xem clip cho nó vui, chứ còn mình cũng chẳng phải mong là làm nhanh hỏng nhanh cho anh em bán để được cái lồng à. Anh em đánh được con chim mình rất là vui đấy, mình rất là vui luôn đấy. Nên là anh em không biết thì cứ nhiều lúc cứ nói thế, nhưng mà nói thật mình chẳng quan tâm cái việc đấy. Bởi vì là sao? Bởi vì mình nói thật này, nếu như mà mình mà lồng đẻo ấy, hoặc là anh em không ưa bảo đắt không ai mua ấy, thì thôi tốt nhất là anh em không lên mua của lồng của mình làm gì cả. Anh em phải lên nhớ một câu này, mình đã có địa chỉ rồi, và hai nữa là nếu như mình không bán được thì mình hàng tồn kho mình rất là nhiều. Thế nhưng mà hàng mình chất lượng, vì sao đắt thế mà hàng của mình vẫn đi đều đấy, các bạn phải đặt câu hỏi thế đúng không đấy. Hàng ngon thì người ta mới bán được hàng và tồn tại được mãi mãi, chứ ông làm không tốt thì coi như là ông chỉ tồn tại được khoảng độ 1-2 lần thôi, xong anh em nó sẽ tự tẩy chay ông đấy. Nên là nhà tôi là làm là ok đi, anh em không phải ngán đâu cả đấy. Đấy, buộc từng cái một đấy. Đấy, nắn này đấy, vừa buộc vừa nắn thế nó mới chắc được cái lồng đấy. Nên là anh em yên tâm đi nhá. Đấy. Nhưng còn bảo là đắt thế không ai mua thế này thế nọ, nhưng mà sao nhiều ông mua, ông cứ nhiều lúc cứ chém gió thôi. Còn đâu nói thật là nhiều lúc các cái chém gió đấy là mình chắc mình nghĩ là một số ông là coi như là ghen ăn tức ở hay sao ấy. Nhưng mà cái đấy mình không quan trọng. Mình quan trọng là một lồng mình đã được kiểm định, và mình một năm mình bán hàng trăm cái lồng cơ. Đấy. Mà coi như là vẫn đi đều, mình vẫn ok. Chứ ông có ông vào bảo là đắt thế ai mua, và nhưng mà sao vẫn có người mua. Đây là làm để vui cho anh em thôi, chứ còn vui để gọi là anh em sử dụng, đánh cho anh em đi làm ăn. Đấy. Chứ còn không như ngoài chợ là bán xong một cái là thôi anh em đúng không? Đấy. Nên là nhiều lúc anh em đến hỏi bảo tôi muốn mua cái lồng này, ok ông cứ tham khảo đi. Ông cứ tham khảo tham khảo hết đi, chỗ này chỗ lọ tôi cũng chẳng ép ông mua. Thế có người bảo là em tham khảo tí, bảo ok cho ông tham khảo. Đúng không? Mua hàng thì tất nhiên là ai cũng phải tham khảo rồi, nhưng mà mình bảo là đấy cứ tham khảo kỹ. Đấy, giá ở đâu hợp lý thì các bạn mua, mà rẻ hơn thì mua chỗ rẻ, mà chỗ mình thích chỗ mình thì nó giá nó như thế. Thuận mua vừa bán, không phải là tôi ép các bạn mua cả. Đấy. Nhà mình đầy chim, mình không bán được mình để mình nuôi chim, mình nói thẳng luôn. Đấy. Ông nào nhìn nhằng là thôi mình cũng không bán làm gì cả, cho ông làm gì cả. Đấy. Nên nhiều lúc có ông bảo là ôi sao kêu thế, bảo kêu là việc của tôi không bán được ông nữa, thế đó. Đấy. Đấy, thế là hoàn thành xong cái buộc nhá. Thôi thì bây giờ mình sẽ xin kết thúc clip ở đây nhá. Đấy, để anh em xem như thế là cũng đủ rồi đúng không, cũng hiểu rồi đấy là cách buộc nó như thế. Đấy, thì anh em về lần mò là sau là khắc buộc được thôi mà đúng không. Đấy, lúc đầu ông nào cũng bảo tán gái được, không biết tán gái, nhưng về sau sao vẫn lấy vợ được, vẫn tán gái được đúng không. Đấy, ok đúng không. Đấy, thôi thì bây giờ mình xin kết thúc clip ở đây, là mong anh em nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ clip này đến mọi người nhá. Đấy, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em như thế thôi. Đấy, còn tối nay là mình mới bắt đầu, chú mình mới mai mới vào móc vào sập các thứ, mới đan lưới thôi là xong cái lồng đấy. Còn lắp lò xo còn nhiều công đoạn lắm anh em ạ. Xong là xong cái là mình còn phải về bôi dâu bôi giết các thứ vào nữa, nó mới đen bóng mới đẹp được, mới lên sản phẩm hình được. Đấy, thôi nhá, xin chào anh em nhá. Đấy.